bây giờ nhiều khi cá lồng ba rồi bò nè đại vì cá bị phơi chết cứ cọt bắt bong sứt sợi phìp tiếng sòng vì phù phù cọt trở bàn cầm gro sa chập chòm mà khang tóc rùm cô đã chụp vạ. Sầm rạp sứt tray đại miền bị cá bị phơi chết cọt ở phía chôm tận nâng cá lồng ba lơ bờ rót mui chấm nói cứ tẹt tông tận nâng sờ vạt ở phìp to luôn là bò cọt cọt phía chôm tận nâng cá rùm lốp bằng pin chỉ biết say cứ rùm lốp xếp son là vẹt tai mà đỏ cọt hạ đôi chia miền cá lồng ba từ tu bàn vô từ thò cọt ai miền là tập phìp vừa từ lọ mà thò mà nào với bán cứ cọt thở cáp nè chui pin nè ai cái tết này phơi chết cá chui pin nè bất đồng bất đạo về chi về kháng phần này sasana mùi tiêu cô nâng khăn nâng cô tẹt tông tân nâng kháng pi krom khô sa hay nâng sử mấy khuôn khuôn ái to ca chui từ đó nè đại miên bị ca phép này phơi chất cứ miên ca lùng bạc xem xề tì mũi cứ tẹt tông tân nâng krom khô sa cọt chạy cọt lên tròn thái to chờ nói tì pi cứ nè bị ca phép này phơi chất cứ cọt nơi đồng bón cho đồng bọt đại gia chăng ai thua ao ấy dương nâng bị bạn ông cá thua tầm ná từ đó có đó sẽ và chun ti bấy cùng quá thạ vị cả đời xa ca chui đó nè đại miên vị cả phim này phơi chất vị chia cả nấy chui du ông vai ông cá thì vợ ố chồng nè đại miên vị cả phim này phơi chất ban vơ từ lọp máu thon mặt áo vinh hai tàu ban trong rô xa đó chở vạ ao miên giấy phim ក្រុមគ្រួសារផ្ដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានជូនគាត់ឡើងវិញ